Các bạn muốn nâng tầm món cơm cuộn lên một đẳng cấp mới thì hãy thử liền làm cách này. Vừa là món ăn vặt, vừa là món ăn no, vừa chưa cực đỉnh. Ôi trời ơi, nguyên liệu bên trong cuốn vẫn là món cơm cuộn bình thường, gồm có dưa leo, trứng, xúc xích. Nếu các bạn nào muốn biến tấu thêm á thì cứ bỏ vào. Bây giờ chúng ta sẽ cuốn cơm cuộn lại. Đối với loại cuốn này thì các bạn đừng cuốn full hai đầu lại mà hãy chừa hai đầu một khoảng trống nhỏ nhỏ để khi chúng ta lăn bột vào rất là dễ. Và phần quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt đó chính là phần nước sốt, công thức mình để trên màn hình. Nó là dạng công thức sốt chua ngọt. Cơm cuộn chúng ta sẽ lăn qua hai lớp. Lớp thứ nhất là bột mì được pha với lại nước, lớp thứ hai là bột mì khô. Các bạn nhớ lăn và làm dính hai cái đầu luôn để khi chiên hạn chế việc loại nhân. Chúng ta sẽ chiên vàng tròn các mặt, thế là xong. Làm phần nước sốt chúng ta sẽ phi thơm bơ với lại tỏi, sau đó cho phần nguyên liệu thừa vào, đảo đều tay nhé. Kế tiếp chúng ta sẽ cho phần sốt vào. Đợi cho sốt thật là sôi rồi thì chúng ta sẽ quậy một muỗng bột bắp với lại nước và cho vào luôn. Phần sốt kẹo lại thế là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổ phần sốt lên phần kim bắp chiên giòn và hãy thưởng thức nó trong sự sung sướng. Hương vị của nó chắc chắn sẽ làm cho các bạn bất ngờ. Bên ngoài vàng rộm, phần cơm mà quyện phần nước sốt á, trời ơi, hoàn hảo. Chúc các bạn thành công với món ăn này và mình là Các Bạn Đói. Hẹn gặp lại.